2 tháng 1, bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh thông tin về ca điều trị thành công nam thanh niên 21 tuổi bị sốt xuất huyết nặng, thiếu máu tán huyết, suy đa cơ quan. Theo đó, nam thanh niên ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh bị sốt, đau mỏi cơ nhiều, tự mua thuốc giảm đau uống không bớt. Đến ngày thứ tư, bệnh nhân còn sốt cao, đau cơ, tiểu nước tiểu đỏ toàn dòng nên nhập bệnh viện bệnh nhiệt đới. Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân sốt cao, ly bì, tụt huyết áp, thở nhanh, vàng da. Bệnh nhân được chẩn đoán sốt xuất huyết đanh, nặng thể não, sốc tổn thương gan nặng, tán huyết cấp, được điều trị thở máy, chống sốc tích cực, hỗ trợ gan và làm các xét nghiệm tìm nguyên nhân tán huyết. Bệnh nhân có thừa cân, không ghi nhận bệnh lý máu hay bệnh gan trước đây. Những ngày sau đó, tình trạng sốc của bệnh nhân được kiểm soát, tuy nhiên tình trạng tán huyết tiếp tục tiến triển, gây suy gan, suy thận, thiểu niệu, vàng da. Xét nghiệm tìm nguyên nhân tán huyết ghi nhận, men G6PD của bệnh nhân rất thấp, xác định đây là trường hợp tán huyết cấp do thiếu men G6PD. Các bác sĩ tiến hành hội trần chuyên khoa, thay huyết tương, lọc máu liên tục, truyền máu và chế phẩm máu, chuyển thuốc để ổn định huyết động, điều chỉnh điện giải, cân bằng dịch. Sau nhiều ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện, suy thận hồi phục, có nước tiểu, vàng da giảm, hết tán huyết. Bệnh nhân tỉnh, được cai máy thở, rút ống nội khí quản, tự ăn uống, sinh hoạt cá nhân và được xuất viện sau 32 ngày điều trị. Theo Ivan, Thiếu men G6PD biểu hiện bằng định lượng men G6PD thấp là một bệnh lý di chuyển, đa phần bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng, đặc biệt biểu hiện nhẹ nếu mức độ thiếu men G6PD không nhiều. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp, bệnh nhân sẽ vào đợt tán huyết cấp, tức là vỡ hồng cầu, khó kiểm soát sau khi bị nhiễm trùng nặng, hoặc sử dụng các thuốc có tính oxy hóa cao. Biểu hiện lúc này là phản ứng vỡ hồng cầu hàng loạt, gây thiếu máu cấp, có thể tử vong nếu không kiểm soát kịp thời. Đây là một trong số những trường hợp sốt xuất, xuất huyết đành nặng, suy đa cơ quan được bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cứu sống trong thời gian qua. Các bác sĩ khuyến cáo, bệnh sốt xuất, xuất huyết có thể xuất hiện ở người lớn với các biểu hiện nặng nề như sốc, sốt xuất, xuất huyết, suy đa cơ quan dẫn đến tử vong, đặc biệt trên các cơ địa như béo phì, có bệnh lý nền, tim, gan, thận, bệnh lý máu, thai kỳ thì diễn tiến của sốt xuất, xuất huyết cũng có thể trở nên phức tạp trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc. Biện pháp tốt nhất là phòng ngừa chủ động tránh bị sốt xuất, xuất huyết như ngăn ngừa mũi đốt, ngủ màn, dùng thuốc thoa phòng mũi đốt, diệt lăng quăng. Lưu ý khi sốt cao trên 2 ngày hoặc không giảm dù đã uống thuốc hạ sốt hoặc sốt kèm mệt mỏi, vàng da, nôn ói, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị thích hợp.